chỗ làm bánh pizza. Nói không, đâu phải là bác sĩ phẫu thuật đâu, làm tay đó kìa. Đó. Đây là ba cái pizza, các bé sẽ được các cô sẽ được hướng dẫn chỉ tận tình luôn. Làm nha. Tháo ra. Tháo đồng hồ ra. Đó, khi làm là phải tháo, rửa tay. Tháo đồng hồ. Ngon. Rồi. Các vận động viên bơi giờ sẽ được làm bánh pizza trải nghiệm. Rồi, cảm ơn cô. Cô quảng cáo dùm cho luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ông kia cái mỏ khép lại. Dâu ơi, dâu ơi, dâu. Ra xem. Má nó đừng có kinh nghiệm. Ông Ken cái mỏ khép lại. Kêu ông Ken cái mỏ khép khép lại thôi. Cái này. Mỏ khép lại. Khép khép mỏ lại. Thổi cái hồi bột nó bay hết sao con? Đây là anh Béo Báo. Ken mỏ dảnh. Phong ten đi. Đó, nhìn đi, lát nữa có nghiệp con làm luôn. Tự tay đi làm bánh pizza. Cái này của Domino. Đây chương trình Domino đây. Sau khi mà làm là tự tay nè, làm bánh yêu thương nè. Đó. Thì các bạn có thể đến chỗ Domino nha. Sẽ được làm tự mình làm mà mình có thể trải nghiệm và mình ăn luôn. Đừng Béo. Béo. Béo ơi, dễ làm không Béo? Đây là anh Béo đây. Kì bánh của Ken là đẹp nhất à. Con biết làm không? Trời ơi. Đi lên đây. Đó. Đó. Tự tay trải nghiệm làm bánh pizza Domino. Quay ba cái lấy cái máy này. Đứng đây nè. Để chụp này. Quay giùm mày nè. Đứng đây, đứng đây. Quay đẹp nha. Quay giùm. Dừng. Béo, béo, béo. Đây nè bé. Đây là một phần đã xong. Đậu bánh ra nè. Mấy cái
Trời ơi, đốm ghen. Ghen. Bánh nhỏ là lá nó mình con ăn á. Con đổi, đổi vị nha. Con đổi mấy em chẳng hạn. Nhưng không được chọn bây giờ hải sản được. Ken. Ken. Nhà anh Ken mắc cười quá, Ken Mỏ Vĩnh. Ken Mỏ Vĩnh. Anh Ken Mỏ Vĩnh. Anh Ken Mỏ Vĩnh. Nghe không anh Ken Mỏ Vĩnh. Thằng đeo mặt bịch. Con ưu duyên quá. Là con là gì? Vô đen. À. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Nướng rồi con. Xong chưa? Đâu đây là bánh pizza nè. Sản phẩm của Phong. Đây. Nghe chưa? Đó, thấy đeo tập trung nghe chưa? Rồi gà đó. Được không đó không? Ừ. Ôi, làm được cái bánh rồi. Đi nướng rồi gà, hai kia đi nướng rồi phải không? À. Đứa nào đứa vô kìa? Lượt ba đứa đi. Đeo bật lên. Rồi vô đi, em nào vô trước? Rồi vô trước. Rồi đi vô. Một em vô. Cái điện thoại cho ba. Rồi đi vô luôn, thấy chưa? Một bé à. Bỏ túi vô mẹ. Cái một bé vô chứ. Ủa, con dâu hơn kem đi nè. Dạ. Dâu vô trước rồi hả? Cái gì? Phong lẹ vậy con? Chọn gì vậy? Dâu, dâu đâu vậy? Dâu ngồi kia nó bóp nhiều luôn nè. Yeah. Rửa tay đi, đi rửa tay đi. Đi vô trong rồi lấy khuôn rửa tay. Hình thêm ba con tôm. Đúng, xin được thêm ba con tôm. Nhị dâu đi không vậy? Ra ngoài. Nhiều lên, nhiều lên. Con vô con chụp hình cái bánh của con lại đi. Không vô lò nướng rồi con. Vô lò nướng rồi. Vô lò rồi. Đây là bé đang mặc đồ. Đội nón luôn à. Đeo nơ. Tiền vô tao cho vô làm chứ có gì đâu. Ừ. Nè. Hả? Ken dâu hả? Dâu anh đang mặc áo. Đây dâu đây. Đúng rồi, đi vô mặc áo đồng hàng. Nè dâu nè. Dâu vô mặc áo nè. Đây đây đây, cầm nè, để. Đó, dâu vô mặc áo rồi bơi. Hãy subscribe.